Hello, xin chào tất cả anh em, chào mình em đã quay lại với video tiếp theo của mình. Chúc anh em có một ngày mới mùa Covid thật là hạnh phúc và vui vẻ nha. Clip này anh em mình sẽ tiến hành đi ăn trộm. Đây có nhiều trộm này. Nó ăn trộm nó to á. Clip này anh em mình đang trộm nha anh em muốn biết mình đang trộm như thế anh em đón xem clip mình nha. Đây là anh Hoàng Hy Vũ. Chào anh em đi. Ui trời kìa. Đây là cái gì hò quên mẹ rồi. Nguyễn Minh Hò. Còn đây là nghe mình nha anh em. À nghe mình nha. Dỗ quá. Nghe mình nha. Chú chơi mấy dạng này. Nghe mình sợ liền. Đây là bé em nha. Đó bây giờ tiến hành ra vườn anh em. Đó, nhưng mình đang say á, khi nào mình say xong rồi mình qua mình review nha mình cho. Má ghê không? Hò. Đây này đi qua bên đây nè, qua bên đây nè. Ấy trời. Để sâu nè. Con trồng gà không? Gà trồng gà con kìa. Rồi muốn lên làm những cái chim cút nè. Chim cút. Cái đây cũng lấy cây xoài nè. Nhưng mà xoài kiểu xoài không có trái. Ăn trộm lé hả? Lấy gì ăn mẹ đi. Ê, vú sữa có quẹ không đây? Vú sữa cho có quẹ luôn. Ồ, mua vú sữa sao vú sữa cho có quẹ đây? Đây có cái vú sữa đây, cái kia cái gì đây? Cái táo rồi. Chết. Nó ra nhiều cây gớm không? Mày mang tan hả? Đầu mày cái khế chung sao? Cái khế. Còn cái này là cái đèo gì mà? Khế. Cái này cái gì? À, cái ổ me. Đúng không? Simuche là ổ me đó. Chà trứng da. Đúng rồi. Đây ra bên này. Ra bên vườn mía. Đi ra vườn mía nè. Bên vườn mía thì có cái ổ cây mía. Nè ở đây có cái sòi nè. Ủa mấy mao giờ còn đi làm kìa. Xoài nè anh em. Đây, hôm nay anh em mình sẽ trộm xoài nha anh em. Đù má. Đây, trái xoài đây, hoa trái xoài đây. Nè. Của không phải của mình đâu mà đi hai hết. Mấy trái bự cho to á. Mấy trái trên nè, anh nè. Trên nó quá trời luôn á. Ừ, cho nó. Quá trời luôn á. Đừng có bức cành cho bé đụng mì xoài nó cay chút xíu rồi nè, mấy trái to trong đây nè. Đụng được chụp mẹ đi. Mấy trái to trên đây nè, cái thằng quần này trên đây nè. Làm được chụp mẹ. Nó nhỏ đi. Chưa, thêm mấy trái này đi. Trên nè, mấy trái này trên nè. Anh trộm mười hại rồi. Đi trộm chút cái tay đi. Ủa mày chặt mẹ cái đi. Ừ, chặt con mẹ đi. Chặt con vàng đi. Đi nè nè, đi nè nè, đi nè nè. Đi trước nè. Đi thôi đi nữa. Đi trước nè. Được chưa? Ok chưa? Ok rồi. Ok vậy thôi, ít thôi, vừa thôi để ta chửi á. Giờ tiếng Anh bỏ ớt vô nha nè. Ừ, đúng chúng mấy thằng tiếng Anh bỏ ớt quá giờ dè đi. Nói vậy che đi. Nó bằng màu mì góp thiệt chứ. Còn quần nên làm chứ không làm ngồi đây. Đi làm gì đâu. Để có ăn không? Có. Có hả? Có. Dễ có đi. Cắt đi, cắt sao đi. Anh kéo à? Khùng hả? Vô lấy dao. Mẹ lấy dao. Đồ mẹ. Vô lấy. Sa đến hay đập cho bây giờ. Ừ, tính lắm. Giờ dẹp muối ớt xong rồi bỏ mắm ruốc kia nè em. Giờ muối ớt xong bỏ mắm ruốc hả? Ừ, mắm ruốc xong mắm ruốc bà mẻn. Bà thấy ăn mà cho bà buồn không? Sao buồn? Với thiệu hàng cái thằng quần này đủ mắt. Nó ăn chút rồi bạn. Lo cắt đi rồi tí ăn chung chứ ăn trước sao bạn. Dẻ mẹ dạ. Đi lù. Dẻ đi. Đó, cho dẻ con dẻ đi. Ừ dẻ đi. Xuống đây bò dưới đó dẻ nè. Đó, đó nó, cái tập em ăn á. Ăn là thay chuối rồi à. Ừ, em ăn đó. Tụi nó cán sao lòi dòi này vô vậy thôi. Đó, này thì em ăn rồi con. Em ăn nè, nè. Dễ mới rút đi. Dễ đi. Cho anh cu hò người dễ hết anh em. Hò. Dạ. Nhìn che mà nó không thấy mặt mũi đâu vậy. Hả? Cái cục cục ấy. Nó đụng mẹ. Con bị dao hơi gớp mẹ thôi. Kệ bỏ bán thứ ra. Sao ăn trộm mà đụng với đòi như sòi đi mua không?
Nó nói đấy, chủ nhà kẹo đầu vậy. Cái nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi, mình không phải ăn trộn nữa đúng không? Ừ. Mình ăn cắp rồi. Mình ăn cướp là mình... Ăn cướp là bạn ngày. Là ăn trộm là bạn đêm. Ăn cướp là anh chạy qua anh cướp giật chặn mặt. Còn mà ăn trộm là kiểu anh đúp anh ăn trộm. Đâu? Mình đúp đó, đâu ai thấy đâu là ăn trộm nó. Còn cướp là cướp giật, hiểu không? Giải phủ không hiểu được từ cướp từ trộm. Bạn tan hết rồi. Chiếu phải. Dạ ngon rồi nha. Thuộc cái động dạng gì? Làm được gì mẹ đi. Ăn thử đi. Ừ, mẹ đi. Giải rồi. Còn quần đây mày... chuyện gì vậy? Trời đây, trời hôm qua ơi, hôm qua. Cắt được nghỉ mẹ đi. Sống đủ má 17 năm rồi, giờ mà biết là ở bên không có cái xoài nha. Bây giờ đâu ra đâu. Do vườn của người ta nè, chứ phải vườn như mình chứ không. Có clip ở xung xung đốt nha mình luôn. Không, không. Vô rồi. Không sao mình mua mà mọi người. Ừ. Nói chung là sao này mình mới mua nha anh em. Đó, sao mình mới mua nha. Mua nguyên cái nha anh em. Chứ con ông coi clip mà, con ông hay coi clip ông hay nói mà. Xí mì vậy rồi. Bây giờ là cho. Trời ơi, tôi sắp ra quên. Quần này làm ăn vậy bác. Được dịp mẹ đi. Để đồ mẹ. Cho họ không cho mỗi thằng trái luôn. Nghe hả? Chắc được rồi á, ok á. Chi nhiều mà. Rồi lấy bây giờ. Lấy muỗng, vô nhà lấy muỗng đi. Ừ, chạy vô lấy muỗng nha lên. Quần miếng dơ vô mày. Chọc kiểu mổ, chặt chồng mấy khoai vô mổ á. Lấy hết. Không có răng nữa hả? Không biết lấy răng nữa. Cái quần nhìn có cái mổ trong đó mà. Vô làm muỗng đi. Tụng lấy cái muỗng. Cái quần này. Giờ ghé tất lên chữ quần mà. Vé tất đâu khách anh em rồi coi á, mấy thằng bị lộn quá. Đây, quả làm gì đây? Đứng chờ. Anh chuẩn bị trộn mứa. Ấu anh trộn mứa. Rất ngon nha anh em. Ngon. Thôi nhìn chả nước miếng luôn mà không? Lấy nước miếng khán giả, nay làm clip lấy nước miếng khán giả nha anh em. Đó. Đi. Chạy đi. Bye bye. Mua mấy chai nồi quà nha. Đừng có uống trước nha anh. Đừng mua mấy nước lớn, nước lớn uống cho đau bụng lắm. Xin té luôn nha. Dùng ăn xòi rồi uống đế rồi xíu rồi yếu quần luôn á. Xin nữa hết đồ mới xuống nhau. Dâm nhạc cầu. Nó hoàn dâm nhạc cầu. Đây. Lì chim bé. Chim ngắn. Anh nói cái xòi đã. Mùi xin tây nha anh em. À xòi mà. Xòi đây. Đó hôm em nói đó xòi 2 mét đó. Đứng hái được rồi, cà rau cần gì bé thằng biết bảy đứng hái rồi mà cắt được dịp mẹ đây đủ mấy cắt cái xoài mà xấu đủ cắt cái xoài gì mày. Ủa? Đóng cửa rồi chưa đóng cửa bên đây nè để xe xuống đi lấy cái lì đi xuống khu nè đi xe mày hả thôi dắt lì đi anh đi bộ đi xe đánh lì đừng tội đánh lì đây đóng cửa rồi để làm miếng thử ăn không trong miếng nè. Ừ, cho luôn nè. Đó, ăn mẹ đi. Đồ ăn. Ừ. Đi rồi nha, con ngắn lắm nha. Cái sao lại ngon mẹ, hôm qua ăn thận trái rồi. Đừng bắt đầu nha anh. Hôm qua mình đi ra mình thấy mình ăn cũng khá thận trái, ăn thử cũng phải ngon lắm. Ừ. Mà sáng giờ em chưa ăn gì luôn anh. Đồ lúc nào cũng ăn gì ăn cơm đó. Đi, vô ăn cơm đi. Vô ăn cơm đi. Để quất miếng thử nè, quất miếng cái thử nha anh em. Đó. Ngon lắm nha anh em. Múc thử người anh thử đi. Bạn ngon quá. Mình ăn hết nha anh em. Sao ngon quá. Chua không? Không. Nó kiểu á. Ngọt ngọt á. Sao chua dè mà ngọt ngọt á. Ngọt quá. Nói chung nó cũng hơi chua mà kiểu ăn cho nó. Nó béo nó giòn à. Nó giòn nữa. Nó ngọt. Ngọt. Nó ngọt là. Nó bở nữa. Bở. Nó bở nữa. Nó thúi không? Quất miếng thử nữa. Nó thúi không? Thơm. Nó cắn nữa. Chăm mắm rút rồi thì thúi đó hả? Nó dài. Nó giòn. Ngọt. Ngọt cũng bùi. Béo bở nữa. Nó bở là dở anh em. Đắng nó cay. Thấy đó. Anh em giữ lụ ra không? Chảy mà. Được để đá đổi mẹ. Đá đổi mẹ đi. Chảy đi. Giờ đấy. Để đi cái chảy tê rồi. Nè.
5.000 nè. Về mẹ đi. Còn hôm nay cầm soi về mẹ đi, cầm cầm ổ rút về mẹ đi. Bồng túi với mẹ đi. Từ lái không? Từ anh em. Rái gì quen. Rái về đi, từ lái đi về đi chứ. Ai anh em đó thì cắt sớm giờ được mớ ra nè. Mớ. Cái dạy này hay ít thôi. Không có người ta chửi. Đó thì đây. Giờ anh em mình quất thử. Ăn gọi ỉa anh nha. Đồ mà chua. Đạo đó. Chua hả? Ừ, chua đây lắm. Chua quen rồi. Xoài á, phải nói là xoài ấp két nó chua. Xoài két là xoài chua nhất. Nhất là dưới Phú Thiện, Phú Bộ á. Đùm nó xoài đó, đùm nó ăn béo nổi luôn. Đùm cái canh nó ăn được. Xoài nó ăn chua đùm nó chịu nổi. Ngon lắm nè. Không nói gì, nói cho em vừa đi, em hồi vẽ cho cô nè. Bè bánh xe luôn. Cậu miệng chạy xe gì bè bánh xe. Lộn tại anh, dạng nhất nhanh. Con cua bắt đầu gậy 130 luôn. Nói gì nói chứ gãy tay cô nữa. Chứ nữa sau clip này Hòn đền xem mình nha. Cặp gì nha. Clip xong quán hàng. Không có Hòn nha. Bữa táo bự sau thay Hòn tự nhớ. Kéo rồi. Chọn đến hết chết này. Không muốn sợ chết gì. Đi chôn xong rồi chết tiếp lần nữa. Còn mình á đem đó bằng à nó xem 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 sao á à leo hả à leo tan giờ mẹ đây chả mũi em chả mũi về mũi mà mình lấy gì đâu nó chả mũi về cong mũi về ngon không chua ngon lắm nha nè chua hả nó xòi cho non mà chua lắm nha nè xoài ngon hơn xoài hồi mà mới đầu làm clip ăn trộm nè. Xoài nó dâu, xoài nó nhỏ, xoài nó to. Là xoài nó ngọt. Nhìn vào clip lấy nó miếng cái dễ vậy. Lấy miếng đã nè. Đó thì anh em. Alo alo. Lấy miếng của mình nè anh em. Cầm miếng đuốc mút. Cầm thứ này mình cầm đuốc mút nè. Bàn tay nữa. Thế mình nhắc che chú quá rồi mày. Cái bộ mày hả? Mày ăn nhiều chua quá. Mà chả chua chả ngọt. Mà ngon ghê quá. Đủ mấy. Cái này mà chưa ăn cơm luôn. Anh đồ sốc mồm chết luôn. Thế nữa ăn cùng. Một lần nữa. Nữa đồ. Đủ mà ăn mình cứ nói gì nó không biết. Mình cứ vô nhà vệ sinh ngồi trước mình ngồi nó biết. Đừng cho này dùng trước được. Vô nhà vệ sinh quay video 24 giờ. Nhờ hả? Tại sao? Tại sao có lên nghỉ đi làm clip không? Làm một lát từ tháng 24 giờ cắm trại nữa. Chị kêu đây chỗ này có rất nhiều người chết nghe anh em nè. Hả? Sao? Hôm nay em bận. Em có việc bận. Biết trước mà. Họ nghe lắm nha anh em. Biết trước rồi hôm nay việc bận. Cao lên nó đốt lửa chơi làm được. Thôi, đốt lửa đây cũng được. Bắt mớ phải lôi nhau lên nghỉ đi đốt lửa. Em là chua. Chua lửa chảy luôn. Ăn ngon, ăn gì giờ đây? Tao nấu miếng lửa về mẹ đi. Tao miếng lửa về đi. Đi về đây. Không về đâu nha em. Cái clip đó không có Hòn nha anh em. Nãy giờ là chủ hàng sớm đi quen rồi. Vườn này. Vậy đó. Nãy giờ có nhỏ gì đi ăn dây số vô đây xin miếng ăn rồi nha anh em. Để chạy qua đâu. Ăn tù cho ăn. Cho tu nó kỳ vậy. Bây giờ bạn dây số xong rồi vô nha anh em. Bạn ế quá à. Mày ghé quá vô xin làm clip này. Đấy là giờ em muốn làm YouTube phải không? Bây giờ anh em mình bạn sau quá không? Bây giờ cho anh á thì ăn đi rồi về anh em về đây mày cho thấy gì tên nữa thấy mày mày sao cho về mày đi bất mãn đủ tiết kiệm có gì buồn biết là theo bị dây số mình nó ế không trong hai mua á giao dịch ở đâu anh mua đâu có quán cà phê là mua không có quán cà phê đi uống nữa tính tiền sao mua không em mua cho nên Hòn ngồi đây này xin làm clip nói chung là anh em mình giờ ai mà ế rồi nên là chỉ phải làm YouTuber nha anh em ủng hộ mình em. Thì cảm ơn anh em đã xem tới đối xem video của mình. Nhớ like, share, đăng ký. Chào anh em nha. Chào anh em nè. Nhớ like, share, đăng ký anh em.
anh em có ý tưởng thì comment bên dưới để mình ra nhiều ý tưởng hơn nha. Bye bye. Chào mọi người nha. Bạn cúp đi mày. Quần mình một xíu em điếu vậy. Chúng tưởng em. Bạn cúp đi anh.